Kính thưa toàn thể các đồng chí, trước khi vào hội nghị, chúng ta sẽ thưởng thức một số tiết mục văn nghệ do anh chị em trong đội văn nghệ Phường Cát Dài tham gia biểu diễn. Và để mở đầu chương trình là liên khúc với những ca khúc Tự Hào Hai Tiếng Lê Chân, bài ca phụ nữ Việt Nam. Hey!
cùng thưởng thức ca khúc Những Cô Gái Quan Họ qua phần thể hiện của chị Ngọc Vân.
chúng ta sẽ thưởng thức một đêm khúc vẻ vang phụ nữ Việt Nam âm vang Hải Phòng qua phần thể hiện của tốt ca nam nữ. Thank you.
chương trình biểu diễn đến đây xin phép được kết thúc. Thay mặt anh chị em trong đội văn nghệ kính chúc quý vị mạnh khỏe, chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.